nên anh em xem một số buổi vít mình ngâm lại này, quá đỉnh cao luôn, cũng lưng to, thực chất thì tuyệt vời. Chim núi đá Lạng Sơn anh em nhé. Hôm nay trời rét quá, không thì bình thường để như này kiểu điếc tai thôi, inh ỏi hết ngay. Nay trời rét quá. Anh em nào yêu chim Lạng Sơn thì alo mình nha. Không 989 562 992. Mấy con này thì có con lâu nhất là 3 tháng lồng. Còn lại là một tuần lồng đổ lên, bởi vì là tuần vừa rồi mình bận quá, mình nhiều việc quá mình không đi bẫy được. Thái độ rất tốt. Ở đây thì có hai em đinh, còn lại là đá lân hết anh em nhé, chỉ có hai em đinh thôi, còn lại đá lân hết. Uống nước đây anh ơi. Các bạn xem cái lồng của mình thì biết rồi, thật ra là mình không muốn bán. Tuy nhiên là mùa này bẫy được hơi nhiều, những con này là những con chọn lọc ra nhá các bạn nhá, lọc ra toàn chim hay mình để chơi đấy. Nhưng do dạo này cái công việc của mình nó nhiều việc quá, với lại bây giờ mình bẫy được nhiều đây này, đây không còn lồng để mà đựng nữa. Đấy đây này, đây ba em mồi nhá, đây là ba em mồi, đằng sau còn có ba em tập sự nữa, nói chung là đều ăn bổ hết rồi. Đây này quá nhiều luôn. Ở đây còn có một em lân này. Đây. Đây còn em lân này. Đấy. Không còn lồng đựng. Còn ngoài kia thì kia, ngoài kia còn có ở ngoài nữa còn mấy con nhá anh em nhá. Đây, mấy mồi đây. Phủ vào. Đây. Bây giờ rất gió này anh em này. Trời vừa rất lạnh, ở Lạng Sơn đang rất lạnh. Đấy, bóng bộ các em nhìn này. Anh em nhìn này. Hầu bò trắng yếm đậm. Đó, thái độ ẩm ẩm này. Khiêu chiến này. Chim rất to. Chim này treo ra ngoài là sổ rộng hết đây anh em nhá. Nếp chơi với bóng bộ thì tuyệt vời luôn, rộng thì bao rộng hay. Loại le ve không tính. Đây còn đây hai con non, hai con non lồng kia là hai con non nhé. Hai con non này là mình đi bẫy là một sập hai nháy luôn, hai con sập một bên luôn. Còn em này thì già rừng này, nhưng hết lồng đựng này bắt buộc phải cho vào đấy. Đấy, hai em tập sự đằng sau ché ở Mỹ, vẫn có một con mái bay đi bay lại đấy, nó ché kinh khủng. Anh em nào yêu chim Lạng Sơn thì ới nha, bao hay chuẩn giọng luôn.
nha, cho anh em xem một lần nữa trước khi kết thúc nha. Đây, bóng bộ nhìn khiếp chưa, hoành tá tràng chưa. Quá là tuyệt vời. Con lồng thái này, con này mình chiến đấu với nó đúng 40 ngày. 40 ngày thì mới đi mới về đội. Con này mùi, con này em này mùi siêu khủng của mình này. Hàng khủng long này. Đấy, em này thì quá khủng khiếp luôn. Đẹp từng centimet. Anh em nào yêu chim thực sự mà được xem bạn này ra ngoài thể hiện ở đồng thì các bạn sẽ phê luôn. Cầu cánh thì thôi rồi, giọng thì chuông xoắn nhảy lắm thế, thì im tí cho nào. Đâu rồi chuyển thế, biết người ta biết mày siêu cầu rồi này. Rồi, chào anh em nha.